Hotgersam lộ nhan sắc tàn phai khi mang thai, cả người nổi đầy mụn đỏ, không dám đi ra đường. Sam chia sẻ, lúc có em bé, cơ thể của tôi thay đổi nhiều lắm, mặc dù đã lường trước rồi, nhưng thật sự là tôi không thể nào ngờ được. Tối 27 tháng 10 vừa qua, Sam chính thức xác nhận thông tin mang thai con đầu lòng và đang ở tháng thứ tư thai kỳ. Cô hạnh phúc cho biết em bé chính là món quà đặc biệt trong dịp sinh nhật tuổi 34. Nối tiếp câu chuyện thì mới đây, Sam đăng tải video hé lộ hành trình bầu bí đầy gian nan. Trong 3 tháng đầu, cô cho biết bản thân không thể đi ra đường vì nghén nặng và thay đổi nội tiết tố. Sam xác nhận mang thai con đầu lòng ở tuổi 34. Trong video, Sam thoải mái chia sẻ quá trình đi khám thai, lộ hình ảnh, quay cận bụng bầu. Người xem thấy rõ phần bụng to tròn nay đã nhô cao của người đẹp. Sam dí dỏm nói về chuyện mang thai. Bữa giờ tôi sống ẩn dật mấy tháng trời nên có rất nhiều người đồn tôi đang có em bé, đặc biệt là hôm tham dự buổi ra mắt sách của anh Jun Phạm. Mặt của tôi trần xe cho nên mọi người càng khẳng định tôi đang có em bé. Với dạo này tôi còn hay mặc đầm rộng rộng nên bị đồn cũng là đúng rồi. Vậy hôm nay tôi khẳng định một lần nữa là tôi đang có em bé. Đáng lẽ chuyện vui thì phải thông báo sớm hơn, nhưng tôi muốn em bé cứng cáp hơn một chút thì mới thông báo tin vui với tất cả mọi người. Người đẹp chia sẻ hành trình bầu bì với nhiều vất vả. Đáng chú ý, nữ diễn viên khiến người xem xót xa khi công khai hình ảnh nhan sắc tàn phai trong quá trình bầu bì. Không ngại khi để lộ ảnh chụp gương mặt nổi đầy mụn vì thay đổi nội tiết tố, Sam cho biết cô bất ngờ vì cơ thể thay đổi quá nhiều. Sam chia sẻ, lúc có em bé, cơ thể của tôi thay đổi nhiều lắm. Mặc dù đã lường trước rồi, nhưng thật sự là tôi không thể nào ngờ được. Nội tiết tố của tôi thay đổi, mặt tôi bị nổi mụn hết mặt và hết cả người luôn. Nói thiệt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị nổi nhiều mụn đến như vậy, rồi bị nghén nặng nữa, cho nên trong mấy tháng đầu tôi không có đi đâu, không có làm việc luôn, chỉ ru rú ở trong nhà thôi. Đến bây giờ tình trạng nghén của tôi đã đỡ rồi, nên tôi cũng bắt đầu ra ngoài với bạn bè, còn mụn vẫn chưa hết hẳn. Sao bất ngờ khi cơ thể thay đổi quá nhiều từ lúc có em bé, gương mặt nữ diễn viên nổi đầy mụn đỏ khi trang điểm vẫn lộ rõ. Dù vậy, Sam vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ vì nghĩ sự hy sinh này dành cho thiên thần nhỏ trong bụng. Đối với nữ MC, không có sự hạnh phúc nào bằng việc được mang thai làm mẹ. Cô cho biết bản thân vỡ òa khi lần đầu tiên nghe được tim thai của em bé. Sam nói, tôi mãi mãi không quên giây phút khi siêu âm và lần đầu tiên nghe được tim thai của em bé. Lúc đó hạnh phúc muốn vỡ òa. Tôi tin chắc đây là cảm giác chung của tất cả các mẹ bầu. Sam hạnh phúc khi được làm mẹ, mong ngóng thiên thần nhỏ chào đời. Chuẩn bị có con ở tuổi 34, Sam cho biết hành trình làm mẹ còn rất dài. Người đẹp háo hức mong ngóng ngày được gặp mặt em bé. Sau khi đăng tải, câu chuyện lần đầu mang thai của Sam nhận về vô số tương tác, đồng thời người hâm mộ nôn nao mong chờ đám cưới sắp tới của nữ MC. Nói về ngày trọng đại sắp tới, diễn viên Sam cho biết, vốn dĩ ban đầu cô muốn tổ chức hôn lễ riêng tư, ấm cúng. Thế nhưng thời điểm công khai chuyện kết hôn, cô nhận được nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng, nên người đẹp quyết định sẽ mời đông đủ đồng nghiệp, bạn bè đến chung vui. Hiện tại, Sam vẫn chưa có chia sẻ cụ thể nào về ngày trọng đại của mình. Sam chưa chia sẻ cụ thể về đám cưới sắp tới.